Xin chào các bạn. Ở bài trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái trang giao diện login. Thì ở cái bài thứ hai này tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái trang giao diện quản lý người dùng. Thì để chúng ta có thể mà quản lý được những người dùng thì chúng ta có những chức năng như là tương tác với dữ liệu, như là thêm, xóa, sửa, update và delete. Thì cái việc mà quản lý người dùng thì chúng ta ở cái bên phía admin. Thành ra tôi sẽ đi tạo ra một cái bài kịch mới. Tôi đặt tên cho bài kịch là admin. Rồi trong cái bài kịch này tôi sẽ tạo ra một cái gframe form. Tôi đặt tên cho nó là manager login. Rồi ở trong cái giao diện này tôi sẽ tạo ra một cái menu cho cái frame form này. Tôi sẽ kéo vô một cái menu bar. Rồi trong cái menu file này thì tôi sẽ kéo thêm một cái menu item vô. Thì tôi chọn menu item và tôi kéo vô menu file này. Rồi tôi sẽ set test cho cái menu này. Tôi set cho nó là save chẳng hạn, hoặc là tôi set cho nó là exit chẳng hạn. Rồi ở cái mục variable name thì tôi set cho nó là menu exit. Rồi cái menu exit này thì cần có shortcut này nọ, thì tôi sẽ icon, thì tôi sẽ đi tải một cái icon cho cái menu này. Tôi vô cái trang icon exit, rồi tôi gõ từ khóa là exit, rồi tôi nhấn search, rồi tôi tìm ra một cái icon mà tôi thích chẳng hạn. Đó, ví dụ tôi chọn cái hình này chẳng hạn, rồi tôi chọn cái hình với kích thước mà tôi mong muốn, rồi tôi sẽ lưu vào cái folder image của cái đồ z của tôi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi set icon cho nó, tôi chọn vào icon, rồi tôi chọn đấy cái folder backlink là image, rồi chọn cái file với cái file hình của mình, thì cái menu exit này đã có cái icon của tôi. Rồi tiếp theo là cái mục shortcut, thì tôi sẽ chọn cho cái accelerator. Đó, thì tôi sẽ đi chọn cái phím tắt cho nó. Tôi ví dụ như tôi chọn control chẳng hạn, cộng với lại W cho cái menu exit này. Rồi tôi chọn OK. Rồi tiếp theo, chẳng hạn như tôi muốn thêm một cái menu cho nó chẳng hạn. Rồi chẳng hạn như tôi muốn kéo thêm một cái thanh separator để phân biệt hai cái menu item này chẳng hạn. Đó, để cho nó phân biệt ra dễ nhìn. Rồi tiếp theo tôi sẽ test cho cái menu item này là save chẳng hạn. Rồi tiếp theo chẳng hạn như tôi muốn kéo thêm một cái menu nữa vô chẳng hạn. Thì tôi cái menu này thì tôi set test cho nó là about. Đó. Rồi ngoài ra thì còn có ở cái mục swing menu thì còn có nhiều kiểu menu khác, các bạn có thể lựa chọn là nó tùy vào cái dự án và nhu cầu của các bạn. Rồi tiếp theo tôi kéo vô một cái panel. Cái panel này dùng để hiển thị cái title của cái form. Rồi tôi kéo vô hai cái label. Rồi, ở cái label thứ nhất này thì tôi sẽ dùng để hiển thị ra cái chữ là hello hoặc là xin chào chẳng hạn. Còn cái label thứ hai tôi sẽ dùng để hiển thị cái username của người dùng. Thì hiện tại tôi chưa có cái username nên là tôi sẽ nhập test cho nó là bạn Hiền chẳng hạn. Xin chào bạn Hiền. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ kéo vô một cái panel. Cái panel này thì tôi sẽ sử dụng dùng để tôi sẽ có một bên để hiển thị các chức năng và một bên để nhập cái dữ liệu vào. Rồi trong cái tiếp theo tôi sẽ kéo thêm một cái panel nữa vào. Tức là tôi sẽ có một cái panel là panel 3 ở ngoài và bên trong nó sẽ chứa thêm một cái panel là panel 2.
Rồi tiếp theo thì tôi cũng set layout cho cái panel này là big layout. Rồi tiếp theo thì tôi cũng set cái property cho nó là hai column và nó chẳng hạn như là có 4 hàng chẳng hạn. Rồi tôi kéo cho nó bự nó ra. Rồi tôi bắt đầu kéo cái label vô. Rồi tôi kéo cái text field vô. Rồi tiếp tục tôi lại kéo label vô. Rồi tôi lại kéo cái text field vô. Rồi tôi lại kéo tiếp label nữa. Rồi tôi lại kéo cái password field vô. Rồi tôi kéo thêm cái label nữa. Rồi tôi kéo thêm cái combo box chẳng hạn. Ở cái label thứ nhất này thì tôi sẽ set test cho nó là username. Rồi tôi cũng set cho nó căn này là center. Rồi tiếp theo cái label thứ hai. À tôi nói cái label thứ nhất này thì tôi phải cho nó là ID mới đúng. Rồi cái label thứ hai này mới là username. Rồi tôi set cho nó là center. Rồi cái label thứ ba là tôi set test cho nó là password. Rồi tôi cũng set cho nó căn này là center. Rồi tiếp theo thì cái label thứ tư thì tôi set cho nó là role, là cái phân quyền chẳng hạn. Rồi tiếp theo là cái mục combo box. Combo box thì chúng ta cần phải có các item. Đây tôi sẽ đi tạo ra các item cho cái combo box này như là admin. Rồi tiếp theo là chẳng hạn như là manager chẳng hạn. Rồi tiếp theo là accountant, là một người kế toán chẳng hạn. Rồi tiếp theo là một người seller, là một người bán hàng chẳng hạn. Và cũng có thể là một người khách chẳng hạn, là quét. Rồi tôi chọn vô OK. Rồi tôi sẽ căn chỉnh cho cái panel này một chút cho nó dễ nhìn hơn. Rồi tôi kéo cái panel ngoài cùng cho nó bự ra. Rồi tiếp theo tôi sẽ kéo thêm một cái panel vào. Rồi cái panel này tôi sẽ sử dụng hiển thị các chức năng. Tôi cũng set layout cho nó. Tôi set cho nó là rich layout. Rồi tiếp theo thì tôi cũng set column và row cho nó là 1 column và 4 row. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ kéo vô 4 cái button. Rồi tiếp theo button thứ nhất thì tôi sẽ set test cho nó là add new. Rồi button thứ hai tôi sẽ test cho nó là update. Rồi button thứ ba tôi sẽ test cho nó là init. Và button thứ bốn tôi sẽ test cho nó là exit. Ở cái panel này thì trông nó rất là khó nhìn. Tôi sẽ thêm cho nó một cái title để cho nó dễ nhìn hơn. Thì tôi chọn vô cái phần tôi sẽ chọn vô cái border và tôi chọn là cái kiểu là title border. Và chỗ title thì tôi sẽ nhập cho nó cái title là operation, tức là các vận hành hay các chức năng. Và tôi chọn OK. Như vậy là nó có cái title cho tôi. Tiếp theo thì cái panel là bên ngoài bên trái tôi cũng set cho nó cái title border. Tôi set cho nó cái title là chẳng hạn như là information chẳng hạn, là các thông tin về người dùng. Rồi tôi click OK. Thì tôi đã nhầm cái tôi hiển thị cái title sai cho cái panel ở bên ngoài. Thì tôi sẽ đi chỉnh lại cái tôi muốn chỉnh là cái panel bên trong. Tôi sẽ set title cho nó như sau, title là information. Rồi tôi click OK. Còn cái panel bên ngoài thì tôi không cần nữa, tôi sẽ đi xóa nó đi. Tôi set border cho nó là no border.
Ok. Rồi, tiếp theo này tôi muốn hiển thị một cái title ở chỗ này. Tôi sẽ copy cái panel bên trên xuống. Rồi, tôi sẽ hiển thị cái title ở đây. Tôi xóa cái label xin chào đi, tôi không cần nữa. Rồi tôi kéo cái label bạn hiền dài ra. Và tôi set căn này cho nó là center. Và tôi sẽ test cho nó là lại là admin page. Rồi, tiếp theo thì tôi set cái phông cho nó bự lên. Như vậy thì nó đã dễ nhìn hơn. Tiếp theo thì tôi kéo vô một cái table để hiển thị danh sách user thì nó không cho phép tôi chèn vô. Bởi vì cái form này nó ngắn quá, nó không đủ chỗ trống để cho tôi chèn vô. Rồi tiếp theo để mà chèn được thì tôi sẽ đi kéo cái form cho nó xuống dưới cho nó dài ra. Rồi tôi kéo cái table trở lại. Đó thì nó đã kéo được table vô. Và tôi đi căn chỉnh cho cái table này. Tôi căn nề cho nó. Rồi tôi kéo cho nó ngắn lại để cho nó nhìn cho nó hợp lý. Rồi ở trên thì tôi đã có các phần để mà nhập thông tin rồi hiển thị các chức năng. Thì cái video này tôi xin tạm dừng tại đây. Thì ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chức năng add một cái user mới vô cái cơ sở dữ liệu là SQL Server.